Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 8 tây tháng 12 năm 2021 và bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ Cali ở Việt Nam đã hôm nay đã ngày thứ năm ngày 9 tây tháng 12 rồi. Thì thông tin mà lợi nhất ngày hôm nay đó Có thể nhiều bạn nào mà theo dõi những mạng xã hội hay là thông tin Thì cũng đã biết rồi là thông tin lớn nhất ngày hôm nay đó chính là Cái thông tin liên quan tới cái buổi điều trần tại quốc hội Và đây cũng là cái điều mà Thường sẽ dành nhiều thời gian để mà chia sẻ ngày hôm nay với các bạn tôi sẽ tóm tắt lại những gì đã xảy ra Thì nói chung đó, những gì đã xảy ra ngày hôm nay Thì chúng ta thấy là kết quả cũng rất là khả quan Liên quan đến tương lai của crypto Và những nhà lập pháp nghĩ gì về crypto ngày hôm nay Chúng ta sẽ đi vào thêm chi tiết một lát nữa Nhưng mà nhìn về tình hình của giá cả đó thì cách đây khoảng chừng là 12 tiếng đồng hồ các bạn thấy được là lúc mà buổi điều trần đang diễn ra đó thì giá đã có cái sự phản ứng tốt các bạn thấy được là giá của Bitcoin đó thì đã tăng trở lên à, đã có lúc mà hồi sáng này đã qua khỏi 51.000 đô mức là 51.264 tuy nhiên sau đó thì giá đi hàng ngang vài tiếng đồng hồ và trong vòng 3 tiếng vừa qua thì đã có cái sự đi xuống bây giờ đã dưới 50.000 đô một chút bây giờ là khoảng 49.635 thì các bạn cũng đã biết rồi giá Bitcoin vẫn tiếp tục giữ xoay quanh cái mức 50 đến 51 000 đô trong vòng mấy ngày qua và chúng ta thấy Bitcoin như vậy nhưng mà nhìn vào những cái coin như mà chúng ta thấy là coin như là Ethereum thì các bạn thấy được là giá cả giữ đó là tốt hơn là BTC. Bây giờ Ethereum là ở mức là tám Nhìn tổng quát ngày hôm nay đây chúng ta đang nhìn vào trang COIN 360 thì tuy là giá của BTC đi xuống một chút Cũng không xuống nhiều lắm chỉ xuống có 1,35% mà thôi nhưng mà nhìn tổng quát Thì các bạn thấy được là cũng có rất nhiều đồng là màu xanh ngày hôm nay và có nhiều đồng cũng rất là xanh đậm như chúng ta thấy những đồng như là đồng BNB, đồng Luna, đồng NIA vân vân Thì những đồng lớn ngày hôm nay đó các bạn thấy được là giá của BTC thì xuống 1,5% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà Tevium nó thì lại tăng 1,6% có thể nói được là Tevium vẫn tiếp tục cho thấy được là là một cái chu cột của Allcoin hiện bây giờ các bạn thấy là Allcoin vẫn đang rất là mạnh khi mà so sánh với lại Bitcoin trong vòng mấy ngày qua chúng ta thấy được là đồng BNB thì tăng 5,5% và các bạn để ý là trong vòng một tuần qua đó mặc dù Cuối tuần vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một cái đợt xuống mạnh Nhưng mà các bạn thấy là cái cột 7 ngày cho thấy được là Ethereum và đồng BNB đó thì trong vòng một tuần qua chỉ xuống có 4,7 và 4,2% mà thôi. Chúng ta thấy được là Solana thì đi hàng ngang ngày hôm nay, Cardano cũng đi hàng ngang. Chúng ta thấy được là XRP thì tăng 4,8%. Chúng ta thấy là Polkadot thì đi hàng ngang và the Luna tiếp tục có cái sự tăng trưởng là 11,4%. Thì đây là chúng ta nói chung những đồng lớn nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái thông tin liên quan tới cái buổi điều trần của quốc hội ngày hôm nay thì đây là cái buổi điều trần đó đã diễn ra ngày hôm nay và đây là buổi điều trần uh, diễn ra tại quốc hội uh, được tổ chức bởi quỹ ban tài chính của hoa kỳ thì buổi điều trần này rất là dài, các bạn hiểu là 4 tiếng 47 phút. Thì Thuận xem cũng coi như là gần hết cái con số thời gian này rồi. Hồi sáng nay Thuận cũng vừa làm việc công ty và vừa nghe buổi điều trần này. Và buổi điều trần này đó thì có rất nhiều nghệ sĩ tham gia và mỗi nghệ sĩ sẽ có 5 phút để mà hỏi câu hỏi của mình liên quan tới thị trường crypto. Và chủ yếu những câu hỏi đó các bạn sẽ thấy là xoay quanh những cái câu hỏi liên quan tới đồng ổn định, những câu hỏi liên quan tới làm giá trong thị trường uh, bitcoin, thị trường crypto, những câu hỏi liên quan đến thị trường này đó sẽ bảo vệ người tiêu dùng như thế nào và thường sẽ chia sẻ với các bạn đó là những ai được mời đến thì những nghị sĩ này đó họ hỏi những ai thì uh, các bạn thấy được là trên màn hình đó đây là những người được mời đến tổng cộng đó là có sáu người đại diện cho sáu công ty lớn trong thị trường crypto này sáu người này là ai trước hết đó là Jamie Allaire đây chính là Jamie Lee thì Jamie Lee đó chính là CEO của công ty Circle hiểu đơn giản hơn đó là công ty Circle là công ty đứng sau lưng cái đồng ổn định rất lớn đó chính là đồng USDC kế tiếp đó là Sam Bankman Free đây là một người mà nhiều bạn có đã quen thuộc rồi đây chính là CEO à, của sàn FTX kế tiếp nữa là Brian Brooks một trong những người mà các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi Brian Brooks bây giờ đó là CEO của công ty Bitfury Công ty Bitfury là công ty chuyên về đào Bitcoin hiện bây giờ thì Brian Brooks trước đây uh, là tổng trưởng lý của sàn Coinbase Sau đó Brian Brooks rời khỏi sàn Coinbase và trở thành người đứng đầu của cái bộ phận gọi là OCC của Hoa Kỳ Có nghĩa là Office of the Controller of the Currency Có nghĩa là cái bộ phận mà quản lý ngân hàng đó Rồi sau đó uh, Brian Brooks rời khỏi cái bộ phận đó Rồi uh, ra yeah, trở thành CEO của sàn Binance US Rồi sau đó Brian Brooks rời khỏi Binance US và trở thành CEO của công ty Bitfury À, kế tiếp nữa, người thứ tư đó được mời đến là Chad Casarilla. Thì Chad Casarilla đây là một người mà đứng đầu của công ty có tên là Paxo. Mà các bạn cũng đã biết là đồng Paxo Standard đó cũng là một công ty mà phát hành đồ ổn định. Kế tiếp đó chính là Daniel Dixon. Daniel Dixon đó là CEO của Stella Foundation. Và cuối cùng, người thứ sáu đó chính là Alicia Hess. Đây là CEO của công ty Coinbase và cũng là đóng vai trò CFO, giám đốc tài chính của Coinbase Global. Thì đây là 6 người được mời đến Thì câu hỏi của một số bạn hỏi thuận nên là tại sao lại không thấy đại diện cho sàn Binance US Có phải là tại vì lý do gì đó cho nên không được mời hay là không Thì cũng không hẳn đâu các bạn Tại vì đó trong những cái sàn giao dịch những công ty crypto Hoa Kỳ đây thì nhiều vô số kể không thể nào muốn hội mời hết tất cả mọi người được và họ đó thì có thể là cần giống như là hai người đại diện cho sàn chúng ta có những người đại diện cho sàn như là Alicia Hash của Coinbase và Sam Bankman Free của sàn FTX họ có thể cần hai người đại diện cho hai công ty mà phát hành độ ổn định như là công ty Paxos và công ty Circle và họ có thể cần thêm hai người nữa đại diện cho hai công ty trong lĩnh vực crypto liên quan tới dự án thì có thể là đây là cái sự lựa chọn của quốc hội có rất nhiều những sàn ở Hoa Kỳ lớn đó mà vẫn không được mời ngày hôm nay như là chúng ta thấy là sàn gemini hay là chúng ta nói tới là sàn kraken cho nên cũng không có lý do gì đặc biệt mà không được mời đâu chỉ là đây là những người mà họ đã có mặt ở hoa kỳ và đúng thời điểm được mời đến quốc hội để mà chia sẻ những thông tin liên quan đến thị trường crypto này với các bạn thì những gì được nói tới thường như chia sẻ trong phần kế tiếp của video này thì có rất nhiều nghị sĩ hỏi nhiều câu hỏi và hỏi cho tất cả sáu người này Nhưng mà đã phần lớn các bạn sẽ được là một trong những người Mà đã hỗ trợ rất nhiều và giải thích rất nhiều cho quốc hội ngày hôm nay Đó, đó chính là Brian Brooks Brian Brooks là một trong những người mà đã giúp cho quốc hội hiểu rất nhiều Về thị trường crypto này ngày hôm nay Cho nên chúng ta sẽ không có đi theo thứ tự uh, của cái buổi điều trần này Mà thường sẽ chia sẻ về uh, một số những cái tài liệu nổi bật để các bạn nắm được là cái buổi đi trận này đó chủ yếu là những trọng điểm nằm ở đâu Thì chúng ta trước hết nói về Brian Brooks đi Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là conku Ventures. Thì đây là thông điệp được mang đến từ Conco Ventures. Đây là một ngôi sao đang lên tại châu Á và là đối tác chiến lược của DeFi Host và The Parallel. Đây là những cái dự án mà có nhiều hứa hẹn trong thời gian tới đây. Thì về Conco Ventures đó, để cụ thể hơn, Conco Ventures hay là CCV là một cái tổ chức đa lĩnh vực, siêu kết nối có kinh nghiệm dày dặn trong việc ôm tạo, tư vấn cho các dạng blockchain. Thì Goku Ventures đó, không chỉ đơn giản là đầu tư với dự án mà còn tập trung vào truyền thông và cộng đồng để hỗ trợ hơn 30 dự án có cái ROI cao như là Elamon, Mysteria, Aspo vân vân. Thì các yếu tố chính trong Concu Ventures bao gồm là thứ nhất là phương tiện truyền thông có trang web concu.com nơi mà các bạn có thể cập nhật được tin tức, phân tích dữ liệu về tiền điện tử, blockchain, vân vân. Điều thứ nhì đó chính là Incubate Labs và Ventures. Thứ ba là cộng đồng thì Concu Ventures đặt mục tiêu trở thành blockchain Ventures hàng đầu ở châu Á Thái Bình Dương thì chúng ta nhìn uh, sẽ thấy được là những cái dự án mà đang được tham dự bởi Concubenture chúng ta có là DeFi Horse. DeFi Horse là một cái trò chơi Metaverse Esports dựa trên công nghệ Blockchain và NFT trao quyền cho người chơi và người sáng tạo lên cấp độ kế tiếp cho các cuộc đua thì cái tính uh, addictive horse racing và unstoppable blockchain đó và nfts technology sẽ mang đến cho người chơi những chú ngựa quyền thoại đẹp và tham gia vào các cuộc đua không giới hạn của cyberpunk thì một số đặc điểm của game đó bao gồm là chúng ta có DeFi horse hứa hẹn là sẽ có game play hấp dẫn thứ hai là cách để kiếm tiền trong game nó như là chăn nuôi cho đi đua và cho giao dịch các NFT vân vân và kế tiếp đó là phong cách cyberpunk với đèn neon sống động kết hợp giữa thần thoại cổ đại và công nghệ tương lai và cuối cùng cho chơi sẽ được thiết kế trên đa nền tảng như là PC hay là mobile đó là chúng ta nói tới dự án DeFi Hall chúng ta sẽ nói sơ về cái dự án là The Parallel thì tiếp theo là dự án The Parallel The Parallel không chỉ là một trò chơi NFT mà còn là một dự án với cái tầm nhìn Metaverse thì giai đoạn đầu đó trò chơi nền tảng và trò chơi thông thường các trò đoạn sau đó sẽ có những cái như là xây dựng và hợp tác với lại game studio giải trí đặc điểm nổi bật của cái dự án The Pelleo này đó là tập trung vào cái mô hình enjoy cho cho hưởng thụ để kiếm tiền và có nhiều cơ hội để cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng phát triển và kiếm lợi nhuận à, sáng tạo là giá trị cốt lõi của cái dự án này và dự án này cũng có đội ngũ và người ủng hộ chất lượng thì công venture sẽ trở thành đối tác chiến lược của The Pelleo để giúp dự án vươn ra thị trường toàn cầu thì nếu mà nào mà muốn biết thêm về con Ventures thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và các bạn có thể tìm thấy danh mục đầu tư của họ là gì thôi sẽ những cái link liên quan bên dưới để các bạn có thể tìm hiểu thêm và đây là thông tin được mang đến từ con Ventures thì Brian Brooks là nhân vật rất quan trọng trong buổi đưa chân ngày hôm nay đối với Thuận tại vì Thuận thấy được là có cái sự thay đổi là ngày hôm nay đó Brian Brooks là một trong những người mà không chỉ là giải thích mà còn ở trong một xu thế là tiến lên và giải thích rõ ràng hơn và muốn cho mọi người đó cần phải hiểu được cái sự bất mãn có thể nói hiểu đơn giản cái sự bất mãn của thiền thức tôi này đối với quốc hội này như thế nào thì Brian Brooks mở đầu với những cái lời chia sẻ là nếu chúng ta nhìn vào cái tình hiện tại đó thì cái sự đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ đó với những công ty crypto đó thực sự là quá nhiều Đòi hỏi là phải có bằng hoạt động này bằng hoạt động kia à, Đòi hỏi đó là những công ty mà phát hành độ ổn định là phải có những cái thủ tục như là ngân hàng nhưng mà quốc hội Hoa Kỳ hay là chính phủ Hoa Kỳ không có đưa ra những cái luật hay là đưa ra những cái bằng để cho những cái công ty đó hoạt động như ngân hàng Có nghĩa là đòi hỏi là họ phải có những cái thủ tục như ngân hàng nhưng mà lại không có những cái quyền hạn như là ngân hàng thì rất là bất công đối với thị trường này. Ngay cả nếu mà chúng ta nhìn vào trong những cái tình hình như là chúng ta nói tới đầu tư đi thì công ty Fidelity là công ty đầu tư lớn của Hoa Kỳ thì tại sao một công ty lớn như vậy họ lại phải đi đến Canada để có thể là có được một cái Bitcoin ETF thật sự mà không có dựa vào những cái hợp đồng tương lai, những cái futures để mà cung cấp cho khách hàng của họ Tại sao họ lại không có thể làm được điều đó Ở Hoa Kỳ Tại vì chính phủ Hoa Kỳ Vẫn chưa có tiến tới để mà chấp nhận Cho nên mới dẫn đến tình hình như là ngày hôm nay Và đương nhiên một chiếc câu hỏi đó Được hỏi đến Các bạn có thể nghĩ được Đó chính là cái sự dao động về cái phương diện giá cả Thì câu hỏi là nếu như mà Crypto dao động như vậy Nói riêng như Bitcoin đi Thì năm nay các bạn thấy được là đã lên tới Là 64.000 đô Rồi từ 64.000 đô xuống mươi 29.000 đô từ 29.000 đô lên 69.000 đô, rồi từ 69.000 đô xuống còn 42.000 đô cuối tuần qua. Giá cho như vậy làm sao mà có thể quản lý được và có thể bảo vệ nhà đầu tư thì Brian Brooks chia sẻ là lý do giá cao dòng gì đó, tại vì chúng ta không phải là ngăn cản những người đó tham gia vào mà chúng ta cần phải mở cổng lớn lên để có thêm nguồn tiền vào vào thị trường này lý do tại sao mà thị trường dễ bị làm giá dễ bị dao động như vậy là tại vì chính phủ Hoa Kỳ không có cấp giấy phép hay là không có cho phép những cái sản phẩm mà giúp đỡ những nhà đầu tư như là chúng ta nói tới là spot ETF hay là chúng ta nói tới những cái quỹ đầu tư mutual funds chính phủ Hoa Kỳ không cho phép vì lý do đó đó chính phủ Hoa Kỳ đang ngăn chặn cái số tiền cần thiết để vào thị trường này để cho thị trường nó có thể ổn định hơn và Brian Brooks đó lập luận là nếu như mà chúng ta có càng nhiều người tham gia vào càng nhiều tiền vào tính thanh khoản càng cao thì cái sự dòng đó nó sẽ tự nhiên giảm xuống đó chính là cái sự lập luận của Brian Brooks thì một trong những cái câu hỏi đó là xoay quanh cái tính minh bạch về tài chính Thì các bạn thấy được là Brian Brooks đã chia sẻ và giải thích cho quốc hội hiểu được đó Tại sao mà crypto và blockchain là một sự lựa chọn rất tốt Nếu như mà chúng ta nói tới tính minh bạch Thì Brian Brooks đưa ra một cái ví dụ Giống như chúng ta thấy là có nhiều cái vụ tấn công Những cái hacker lấy tài liệu cơ mật của những công ty Hay là tài liệu cơ mật của những cái người dùng của cái công ty đó thì khi mà chúng ta thấy những điều tương tự xảy ra trong thị trường tài chính bây giờ đó Thì vài ngày sau chúng ta mới biết được thông tin Và sau đó vài tuần chúng ta mới thực sự biết được đó là những chi tiết xoay quanh vụ hát này Và mấy tháng sau chúng ta mới thực sự biết được là cái tính nguy hiểm cũng như là cái độ ảnh hưởng của cái vụ hát này Lúc đó nó đã quá trễ rồi Mấy tháng sau chúng ta mới biết được Đó chính là hiện tượng bây giờ nếu chúng ta nói tới thị trường tài chính nói chung Nhưng mà nếu chúng ta nói riêng đó về crypto blockchain đó Thì đặc điểm đó chính là cái tính minh bạch và tất cả những dữ liệu đều nằm on-chain Có rất nhiều người đó có thể xem được Và ai cũng có thể vào miễn phí để mà xem những thông tin này Và những cái sàn giao dịch đều cung cấp rất nhiều những cái thông tin Liên quan đến là cái số lượng trade như thế nào Volume bao nhiêu Phần lớn những sàn lớn đều cung cấp thông tin này một cách miễn phí Thông qua API Cho nên cái ngành crypto này đó là một ngành mà thực sự có rất là nhiều những cái tính minh bạch Và nói riêng về blockchain crypto đó thì ai cũng có thể xem được À, những tổ chức đầu tư đó đều thường xuyên xem những tài liệu on chain và những cái công ty đó họ thường xuyên thu thập những cái tài liệu này cho nên đó, các bạn mới thấy được là mỗi lần mà có cái gì đó bất ổn liên quan tới một cái dự án hay là một cái uh, sàn nào đó thì uh, chúng ta đã thấy thông tin này được loan tỏa rất là nhanh trên những cái mạng xã hội trước khi mà dự án đó hay là cái sàn đó đưa ra cái thông báo là họ đã bị tấn công hay là mất bao nhiêu tiền chúng ta cũng đã biết được nhiều cái thông tin rồi cho nên nhiều người cũng đã có được cái sự chuẩn bị cho nên nếu như mà quỹ ban tài chính thực sự là quan tâm đến cái tính minh bạch uh, của thị trường tài chính thì blockchain crypto đó là không có gì tốt hơn là cái sự lựa chọn nếu như đó là điều mà quỹ ban này thực sự quan tâm đến đó chính là cách giải thích của Brian Brooks liên quan tới tính minh bạch của blockchain và có thể làm gì được cho ngành tài chính và trong một phần của cái video trần này đó thì Brian Brooks hình như cũng nắm được một trong những cái mối lo sợ của những nghị sĩ đó đó chính là không quản lý được một cái thị trường phi tập trung họ lo sợ là mất quyền kiểm soát của họ nhưng mà Bloomberg lại dùng một cái ví dụ khác tôi cảm thấy cũng là rất là hợp lý đó chính là nhìn những công ty mà chúng ta nghĩ là có thể quản lý được đi chúng ta thấy được là những ngân hàng bây giờ có nhiều ngân hàng chỉ cần là chúng ta không có chung một cách nhìn về chính trị hay gì cái gì đó giống như là các bạn là một người mà các bạn ủng hộ một ai đó về chính trị các bạn muốn gửi tiền cho họ nếu như mà ngân hàng không thích thì có thể là đóng băng chuyên mục các bạn hay là không cho phép ngăn chặn các bạn gửi hoặc là chúng ta nhìn những cái chủ dự án đi bây giờ chúng ta thấy những công ty lớn như là Twitter, Facebook chỉ cần là không cùng một cái suy nghĩ như là chúng ta nói tới dịch bệnh như là các bạn thấy được là chuyện này xảy ra với lại cựu tổng thống Donald Trump chỉ cần là không có phù hợp với lại cái tiêu chí công ty thì họ có thể là cắt các bạn từ cái nền tảng đó và Brian Brooks nhìn những người trong nghị sĩ này đó thì họ cũng đã tự hiểu là bây giờ có làm gì được Facebook, có làm gì được Twitter đâu. Thì đối với như vậy đó thì cái nào mà hai bên uh, chúng ta cân bằng thì cái nào là đáng sợ hơn, một cái thị trường phi tập trung hay là một cái uh, tình hình như là bây giờ. Đó chính là điều mà được chia sẻ bởi Brian Brooks liên quan tới việc là những cái nghị sĩ này có nên lo sợ về một cái thị trường phi tập trung hay là không. Và đương nhiên chúng ta cũng không thể mà không đề cập đến cái mối lo ngại lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Đó chính là nếu như mà chúng tôi cho phép Bitcoin và đồng ổn định hoạt động mạnh đi Thì điều này đó có thể làm ảnh hưởng đến cái lợi ích của đồng đô la Sẽ lấn sân vào và sẽ làm ảnh hưởng đến đồng đô la Và chúng tôi muốn đồng đô la lúc nào cũng là đồng tiền quyền lực của thế giới Thì Brian Brooks cũng đã giải thích hai điều mà thường cảm thấy là có thể là những nghị sĩ cũng hầu như đã sáng hơn một chút về cái sự hiểu biết thì Brian Brooks nói là chúng ta hãy nhìn vào 10 năm qua đi trong vòng 10 năm qua đó thì chúng ta hãy nhìn vào những ngân hàng trung mương của thế giới như là ngân hàng trung mương của Nhật Bản hay là ngân hàng trung mương của châu Âu và chúng ta nhìn vào cái số lượng đồng đô la mà họ dự trữ đi thì cái số lượng đô la đó, đó đã từ từ giảm xuống lúc trước là 80% và trong vòng 10 năm qua đã xuống chỉ còn có 60% mà thôi có nghĩa là đồng đô la đó đó càng ngày càng ít hơn, có nghĩa là càng ngày chúng ta thấy được là những ngân hàng khác đó đối với cái sự nổi gì của những cái quốc gia như là Trung Quốc thì bây giờ đó cái số lượng đô la được dự trữ đó thực sự là ngày là càng thấp hơn rồi. Thì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái điều này đó thì Tiền kỹ thuật số như là đồng ổn định không những là không hại mà còn rất là có lợi đối với đồng đô la Tại vì những đồng ổn định thì được bảo quản bởi một đồng đô la Thì một đồng đô la là một đồng ổn định Thì nếu như chúng ta cho phép thị trường này hoạt động mạnh mẽ, thị trường crypto trở thành rất lớn trên quốc tế Và đồng ổn định luôn không khắp nơi Thì đồng ổn định đó vẫn được hỗ trợ bởi đồng đô la Thì đồng đô la vẫn có thể tiếp tục giữ được cái vai trò của mình là một đồng tiền quan trọng trong thế giới và chúng ta sẽ nhắm vào là cái tiện ích của đồng đô la chứ không chỉ riêng là chúng ta chỉ dựa vào những gì đã xảy ra từ đế chiến thứ hai và tại sao đồng đô la có giá trị mà chúng ta nên bắt đầu là cạnh tranh dựa theo tiện ích có rất nhiều những sàn dịch rất nhiều những nơi sử dụng đồng ổn định và đồng ổn định đó là phải được hỗ trợ bởi đồng đô la cho nên quốc hội có thể đưa ra những cái luật như là đồng ổn định đó là phải được lưu trữ đô la hay là lưu trữ công trái phiếu Hoa Kỳ hay sẽ bảo vệ được đồng đô la và nhìn vào góc cạnh của Bitcoin đi thì chúng ta thấy được là cho dù là bây giờ quốc hội đã không cho phép Bitcoin hay là crypto lưu hành đương nhiên là không thể nào tại vì đây là một hệ thống phi tập trung thì đương nhiên là không thể nào mà ngăn cản đồng Bitcoin lưu hành được nhưng mà cho dù làm được đi nữa đó thì chúng ta thấy được là đối với cái sự in tiền của Fed cùng Yemen của Hoa Kỳ bao nhiêu năm qua từ lúc mà cung quan tài chính năm 2008 cho tới bây giờ đó thì càng ngày đồng đô la càng mất giá càng ngày thì những quốc gia khác đó càng có cái sự là à, không có coi trọng đồng đô la tại vì chúng ta in ra quá nhiều tiền thì bây giờ đó quốc hội có cái khả năng nào để mà ngăn chặn Fed hay là không thì đương nhiên là không thể tại vì Fed thực sự không phải là một phần của chính phủ Hoa Kỳ bộ tài chính là phần của chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà Fed là không phải nhưng mà nào mà hiểu về lịch sử cũng đã hiểu là Fed từ đâu mà có thì những người như là nghị sĩ đang ngồi đây đó có cách nào để mà hạn chế hay là có thể khắc phục những gì mà chúng ta cần phép làm hay không thì không thể nhưng mà bitcoin là một cái gì đó thì nếu chúng ta uh, thấy là có Bitcoin xuất hiện đó thì phép nó sẽ có cái sự uh, dè chân cho nên có thể là có Bitcoin đó sẽ là một trong những cái mà cân bằng được cái sức mạnh uh, của Fed Và chúng ta có Bitcoin là bên kia để mà cạnh tranh thì có thể bảo vệ được cái số lượng đồng đô la in ra Và có thể bảo vệ được những cái chính sách tiền tệ mà không tốt Tại vì có rất nhiều nghệ sĩ là không thích in tiền quá nhiều nhưng mà lại không thể ngăn cản được Nhưng mà có Bitcoin nó sẽ là một cái gì đó để mà có sự cân bằng giữa hai bên Thì đây là cái lời giải thích của Brian Bruce Các bạn nghĩ sao về cái câu hỏi rất quan trọng này? Các bạn hãy comment ở bên dưới thì cũng có những cái câu hỏi liên quan tới là chính phủ Hoa Kỳ có nên có một cái bộ phận riêng để mà quản lý thêm crypto này hay là không thì Brian Bruce cũng này giải thích là không cần nếu như chúng ta thấy là bây giờ Hoa Kỳ đã quá phức tạp rồi nếu chúng ta nói riêng về một ngân hàng bình thường nên đã có ít nhất là ba bộ phận của chính phủ quản lý ngân hàng nếu chúng ta nói là một cái ngân hàng đầu tư đó đã có năm bộ phận chính phủ quản lý rồi mỗi người đều đưa ra luật riêng là rất là phức tạp thì tại sao ta lại cần phải có thêm một bộ phận mới nữa để mà quản lý thêm crypto này nếu như mà trở về một cái ví dụ trước đây đó khi mà chúng ta bắt đầu có internet thì mọi người bắt đầu là có thể là lưu trữ cái tài liệu của mình sổ cái của mình của những ngân hàng đó hoặc là lưu trữ sổ cái uh, trong máy vi tính hay là online và sau đó đó chúng ta có email thì uh, những người mà làm việc trong ngành tài chính có thể là liên hệ khi hợp đồng thông qua email thì lúc đó đó có phải là chúng ta phải cần có một cái bộ phận chính phủ riêng để mà quản lý email hay là quản lý internet hay không thì đương nhiên là không phải lúc đó đó thì chúng ta chỉ cần là làm rõ những cái luật hiện có thời điểm đó liên quan tới tài chính và làm rõ để có thể là phù hợp với công nghệ mới thì bây giờ chúng ta cũng nên liên tưởng tương tự như vậy crypto là một phần của thị trường tài chính bây giờ thì chỉ cần là chúng ta làm rõ những cái luật hiện bây giờ để phù hợp với cái công nghệ mới này là được rồi không cần phải có thêm một, một phần mới nữa đó là điều được chia sẻ bởi Brian Brooks